Người ta bán cho em cái gì? Ước mơ, hy vọng, niềm tin, sự hoàn hảo. Những cái mà con người mãi mãi không bao giờ đạt được. Tại sao marketing có thể đảm bảo cảm xúc của con người? Câu hỏi hay. Chị nghĩ một trong những cái thành công của marketing đó là họ tạo ra những cái thứ mà những cái người bình thường khác không có nhu cầu học để biết. Ví dụ em biết họ học rất nhiều về psychology, về tư duy con người, về tâm lý con người. Họ đánh thẳng vô cái mà những cái từ mà chị hay dùng là nó rất là đau á. Có nghĩa là người ta không có cái này thì người ta muốn cái này. Ví dụ tại sao người ta quảng cáo cho em một cái cơ thể đẹp ở trong phòng gym, đúng không? Xong nó nói với em là em có đi gym như vậy, em có như vậy đi chăng nữa, nhưng mà đừng có quên uống cái thuốc gì đó của nó, hoặc là ăn cái gì đó của nó, hoặc là làm cái này thì em sẽ còn đẹp như cái thằng này. Nhưng mà giờ chị hỏi em nè Phúc, mình thừa biết cái thằng đó tập thể dục, ngày nào cũng tập, ngày nào cũng phải đi đẩy tạ, đúng hay không? 365 ngày thằng đó em ra một đường em nhìn một phát là em biết người này có tập thể dục, người này có đẩy tạ hay là không, đúng hay sai? Đúng rồi. Nhưng mà người ta không có muốn làm cái việc thằng này làm. Cái việc dễ nhất mà họ có thể làm là cái gì? Coi video mà cái thằng này được trả tiền để đứng lên trên cái video đó, và người ta tin là ước mơ của mình đó, đó là không cần tập thể dục mà uống ba cái này xong rồi mình lại ốm xuống. Đúng hay sai? Thì người ta bán cho em cái gì? Ước mơ, hy vọng, niềm tin, sự hoàn hảo. Những cái mà con người mãi mãi không bao giờ đạt được. Và họ đắm chìm và ngủ ở trong cái ước mơ đó luôn. Em hiểu khúc này chị đang phân tích không? Có phải mình không có một cái gì đó cho nên mình mới ước? Tại vì nếu như em có rồi tại sao em ước, đúng hay sai? Và marketing nó làm cái điều đó một cách rất thành công. Ví dụ nó muốn bán cho em một cái đầm, được chưa, một cái váy. Nó nói với em là nếu như em mặc cái đầm cái váy này em mới là người thượng lưu, nếu như em mặc những cái đồ như vậy em mới là người có tiền. Tại sao nó đánh như cái đó? Bởi vì con người là tham. Con người là sống hình ảnh, con người là sống sân si, con người là hơn thua, con người là sống ích kỷ, con người là sống có desire. Tức là desire là cái mà họ muốn hơn và họ nhiều hơn nữa. Marketing nó không có sai, marketing nó không có xấu, nhưng người bị marketing lôi kéo và không tự nạp kiến thức cho mình để hiểu được là có những cái thứ bạn cần để cho cuộc đời bạn cảm thấy bạn enjoy, bạn happy, bạn ở trên thế giới này bạn thấy ý nghĩa. Nhưng cũng có những thứ hình như là bạn không có thật sự cần. Nhưng mà những ít người mở kinh doanh ra, cái trách nhiệm của họ là gì? Bán hàng. Em không, như chị cũng từng nói đó, em không thể nào đổ lỗi cái người tạo ra con dao và bán con dao là cái người giết người được. Cái người chọn mua con dao đó để cắt thịt hay là người ta chọn mua con dao đó để đi giết người là do họ. Không thể đổ lỗi cho cái người mà tạo ra kiếm rồi tạo ra đồ cổ này nọ là những cái người mà tạo ra không khí giết người. Hay những ví dụ như giờ mình nói trên thế giới người ta tạo ra súng, ra bom, ra mình, ra bom nguyên tử, mục đích là để đi giết người. Nhưng mà sâu xa là người ta làm vậy chỉ để bảo vệ đất nước của họ. Nhưng mà vô tình, nếu như họ thật sự sử dụng, hoặc nếu như vô tình cái này nó bị vỡ, có phải là họ đang giết người hay không? Yes, đúng không? Thì cái mình quay trở lại với cái marketing, nó thành công ở cái chỗ đó là nó đánh được vô hết tất cả những cái điểm yếu của con người. Và nó biết dùng những cái từ mà thuật ngữ mà em thấy trong cái cách người ta bán hàng á, tụi em phải biết người ta rất là thành công. Người ta dùng với em cái từ gì? Click ngay vào đây, đừng đi theo hướng này, làm cái này, bước này, bạn sẽ trở thành như vậy. Có nghĩa là nó như thôi miên em luôn rồi, nó như ra lệnh cho em rồi. Và nhiều hồi em làm một cái gì đó em cũng không hiểu tại sao mình làm luôn, em cũng không hiểu tại sao mình mua. Em có thấy Shopee là một trong những cái ví dụ, Lazada là một cái ví dụ. Em mua cho ngập mặt, em về nhà cái em kêu ủa mình mua đó, cái đất này làm gì vậy trời, mua làm gì vậy trời. Marketing hết đó, nó làm thành công tới độ mà con người, nếu như em không có kiến thức khúc này và em cứ bị cuốn theo, em chị hay kêu là nạn nhân của mua sắm, bị nghiện mua sắm á, thì đó là những cái mà marketing nó được tạo ra từ những cái chuyên gia hàng đầu mà người ta học về não bộ con người và người ta thành công cái đó. Thậm chí những cái khóa học của Việt Nam là làm giàu nhanh này cái nọ Phú em biết mà, đúng không? Thì nó cũng đánh như chừng đó thứ, là bất cứ gì người ta bán ra mà người ta bán thành công là người ta đánh được vô những cái mà người khác đang thiếu. Và tại sao chị nói marketing không xấu? Tại vì chính chị cũng đang sử dụng marketing trong công việc của chị cũng đang sử dụng marketing trong YouTube của chị.
Ok, nhưng mà chị hiểu rõ là chị dùng marketing chân chính, chị không đi bán cái thứ mà chị không thể bán. Tại vì đường nào em cũng phải dùng marketing để đưa cái giá trị tốt đẹp mà em có từ cái sản phẩm ra cho người tiêu dùng. Không phải doanh nghiệp nào họ cũng dùng marketing chân chính là cái thứ nhất. Cũng không phải doanh nghiệp nào người ta đi làm kinh doanh với cái tầm. Và hơn bao giờ hết chị nghĩ đã đến lúc người sử dụng sản phẩm, hay còn gọi là những cái người mà tiêu dùng, người ta phải tự giáo dục chính bản thân của họ cũng như con cái cũng như gia đình của họ để họ không rớt vô cái bẫy marketing. Okay? Chứ mình không chơi nạn nhân nữa, giờ mình đổ lỗi biết marketing cũng không được. Mình biết rồi, bây giờ mình chọn ứng xử làm sao mới là khác nè. Sao vậy, em bị marketing dụ lắm hả? Hết tiền hay sao vậy? Mua quá hả? Em bị marketing kiểu nó liệu lại cảm xúc vào thật á. Nó cũng chưa vững cảm xúc, còn em là kiến thức nó chưa cũng chưa nhiều. Nên trong cái lòng tham của mình bị nổi lên. Bây giờ em thấy sau khi em hiểu nhiều hơn về marketing đó, nó có giúp được gì cho cuộc đời của em không? Dạ có. Hiểu được marketing xong thì em hiểu là cái gì là nó thật, là cái gì nó ảo. Lại cũng tránh được cần cái gì cần mình mua rồi và cái gì không cần. Và mình cũng hiểu được là cái marketing là bản chất nó không xong, nó chỉ phụ thuộc vào người sử dụng mà thôi. Đúng rồi. Người sử dụng cũng như là những cái người kinh làm ăn kinh doanh và bán hàng. Và một trong những cái mà chị theo thời gian chị đi làm, chị học thêm được một cái gì này mà chị thấy rất là hay, chị sẽ chia sẻ nhỏ cho em luôn. Đó là có những người, người ta đẻ ra người ta đã mạnh hơn người khác, nhưng mà người ta nghĩ là mạnh hơn người khác là để ăn hiếp người khác, để sử dụng cái kiến thức đó để mà ăn trên đầu trên cổ của những người nghèo khổ hơn, hoặc là họ sử dụng cái kiến thức đó hoặc cái năng lực của họ để mà làm những cái chuyện có lợi cho bản thân thôi. Và mình thấy cái số lượng người đó ở trên thế giới không phải là ít, đúng không? Chị hiểu hơn hết là những cái người nghèo có những người cái tầng nhận thức của họ hạn hẹp. Đây không phải là một cái câu mà chị Nhi dùng theo kiểu coi thường, mà nó giống như cái chuyện cái độ dày của một cái ly vậy đó. Cái ly của em có thể là cái ly cối, cái sức chịu đựng của em có thể nhiều hơn, cái não của em có thể học nhanh hơn, cái nội lực của em có thể mạnh hơn. Nhưng có những người cái ly của họ là cái ly uống trà, dù mình có ép máy thì họ cũng không thể có cái sức chứa như một cái ly cối được. Thì có những người may mắn đẻ ra cái ly của họ là một cái ly cối, nhưng mà họ lại sử dụng cái ly cối đó để đẻ nhiều hơn những cái thứ mà có thể ăn hiếp hoặc đè lên cái ly trà. Một cái mà chị buồn nữa đó là chảy máu chất xám ở đây là có những người cũng mạnh như một cái ly cối, nhưng mà họ bởi vì cái lòng tốt và cái lòng từ bi cũng như là cái tử tế của bên trong của họ nhiều quá, họ nghĩ họ như một cái ly trà. Em hiểu khúc này không? Hơi phức tạp. Tức là có những người, người ta rất mạnh, rất giỏi, nhưng mà họ ngờ vực họ, bởi vì mấy cái ly trà, ly cối kia nó lớn áp quá, nên họ cũng nghĩ là chắc mình cũng là một cái ly trà. Nhưng không phải. Nhưng mà không phải. Thì một trong những cái mà khi mà chị nhận ra chị cũng là một cái ly cối, nhưng mà cái ly cối của chị khác một cái là chị không chọn sống như những cái ly cối khác á. Thì bây giờ đây là cái trách nhiệm chị phải làm, tiếp tục đi ra kiếm mấy cái ly cối khác cũng như mình, với một cái tấm lòng tử tế và phải đủ quyết liệt để mà không có để mình bị ảnh hưởng bởi những cái ly cối mất nết khác. Like, share và subscribe kênh của Nhi. Nhi sẽ gặp lại mọi người vào tối thứ 2 và tối thứ 4 hàng tuần. Bye bye, chúc cả nhà ngủ ngon.